Xin mời các bạn theo dõi trận bóng chuyền giữa cầu thủ lớp 8B và cầu thủ lớp 8A trong khuôn khổ giải bóng chuyền trường trung học cơ sở Thành Trực năm 2021-2022. Như vậy là điểm số đầu tiên đã thuộc về các cầu thủ lớp 8B. Rất cố gắng nhưng bóng chưa qua lưới. Đây là lần đầu tiên giải đấu được diễn ra nên ban tổ chức không yêu cầu các cầu thủ phải thay đổi vị trí trên sân. Các thủ có thể thi đấu tự do. Vẫn còn cơ hội được trao cho các thủ lớp 8B. Không được. Và đội bóng chưa qua lưới của cầu thủ lớp 8B và tỷ số là 2-1 cho cầu thủ lớp 8A. Phát bóng chưa qua lưới. Xin lỗi, trọng tài đang phân tâm. Điểm bóng cho 8B 4-2. Rất cố gắng, vẫn còn pha phòng thủ rất cố gắng của cầu thủ lớp 8A. Cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 8B. Bóng chưa qua lưới. Điểm bóng cho 8A 3-4. Tỷ số rút ngắn 3-4 cho cầu thủ lớp 8A. Phát bóng rất căng. Phòng thủ không thành công. Tỷ số được nâng lên 5-3 cho cầu thủ lớp 8B. Cơ hội chào cho cầu thủ lớp 8A. Vị trí số 3. Vẫn còn. Rất cố gắng nhưng các cầu thủ lớp 8B đã phòng thủ không thành công. Đây là giải đấu để chọn ra các cầu thủ xuất sắc đi thi giải bóng chuyền toàn huyện diễn ra trong thời gian sắp tới. Một pha bóng có phần may mắn của các cầu thủ lớp 8B. Tỷ số là 6-4. Cô Hoàng, tăng có thể lướt qua màn hình, đã thấy xuất hiện trên màn hình. Vẫn còn. Không được, rất tiếc. Điểm bóng chưa 8B. Bóng chưa qua lưới và điểm số được nâng lên 7-4. Ở trận đấu trước thì cầu thủ lớp 8B đã vượt qua cầu thủ lớp 8C với tỷ số là 2-0. Nếu như đội nào giành phần thắng trong set đấu này sẽ đánh trận chung kết gặp các cầu thủ lớp 9B là đội đã nhất khối 9. Bóng trong sân. Tuy nhiên chưa có hiệu lệnh của trọng tài. Lần này thì rất tiếc là bóng lại ngoài sân. Điểm số được nâng lên 8-5 cho cầu thủ lớp 8B. Bỏ bóng tốt. Và tỷ số được rút ngắn 6-8 cho cầu thủ lớp 8A.
Như vậy trọng tài xác định đã có lỗi sang sân của cầu thủ lớp 8B. Tỷ số được rút ngắn 7-8 cho cầu thủ lớp 8A, cách biệt lúc này là 1 điểm. Bước 1 đẹp rồi. Các bạn đang theo dõi trận bóng chuyền trong khuôn khổ bóng chuyền trường trung học cơ sở Thanh Trực. Bước 1 không thành công. Điểm được nâng lên 17 cho cầu thủ lớp 8B. Theo đánh giá thì lớp 8B có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên trong thể thao thì không nói trước được điều gì. Các cầu thủ lớp 8A đã cho thấy rằng là cũng thi đấu rất đều. Pha bóng không tập trung của cầu thủ lớp 8B. Phát bóng ra ngoài điểm bóng cho 8B. 11-8. Phòng thủ không thành công. Điểm bóng cho 8B. 13-8. Bóng ngoài sân. Điểm bóng cho 8A. Tỷ số được rút ngắn 9-13 cho cầu thủ lớp 8A. Bước 1 đẹp rồi. Cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 8B. Tuy nhiên phòng thủ không thành công. Không được. Pha xử lý chưa qua lưới của cầu thủ lớp 8A. Tỷ số là 16-9. Vẫn còn. Bỏ bóng tốt. Điểm bóng 10-16 cho cầu thủ lớp 8A. Cơ hội trao cho cầu thủ lớp 8B. Phòng thủ rất tốt. Vẫn là các cầu thủ lớp 8B. Pha xử lý chưa thành công của cầu thủ lớp 8B. Tỷ số được rút ngắn 11-16. Không được. Điểm bóng cho 8B. 17-11. Nhảy rất cao nhưng đập rất nhẹ. Điểm bóng cho 8B. 18-11. Điểm bóng cho 8B. 19-11. Bóng sang nhẹ nhàng cho cầu thủ lớp 8B. Đập bóng ngoài sân. Điểm bóng cho 8A. 12-19. Bước 1 đẹp rồi. Đập bóng tốt. Điểm số được nâng lên 20-12 cho cầu thủ lớp 8B.
Bóng ngoài sân. Tỷ số được rút ngắn 13-20 cho cầu thủ lớp 8A. Phạt bóng chưa qua lưới. Như vậy trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ lớp 8B. Cơ hội cho cầu thủ lớp 8B. Phòng thủ không thành công. Điểm số là 22-13. Vẫn còn. Rất nhẹ nhàng, khéo léo nhưng cầu thủ lớp 8B đã phòng thủ thành công và cơ hội. Điểm bóng cho 8B, 23-13. Bóng ngoài sân. Liên tục là các pha phát bóng ngoài sân của hai đội và tỷ số lúc này là 24-14. Chiến thắng đang đến rất gần với cầu thủ lớp 8B. Liệu pha bóng này cầu thủ lớp 8B có quyết được không? Không được, bóng ngoài sân. Điểm bóng cho 8A. 15-24. Điểm bóng cho 8B. 25-15. Như vậy trận đấu thứ nhất các cầu thủ lớp 8B đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-15. Hai đội sẽ đổi sân và thi đấu trận đấu thứ hai. Không, như vậy là trọng tài xác định là bóng ngoài sân. Và các cầu thủ lớp 8B đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-15. Hai đội sẽ đổi sân và thi đấu trận đấu thứ hai. Nghe đây. À, 3 can 2 lít với 1 can 5 lít. Rồi rồi. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai, trận đấu diễn ra giữa hai đội 8A và 8B tại trường trung học cơ sở Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa. Điểm số đầu tiên đã thuộc về cầu thủ lớp 8A. 1-0. Bước 1 đẹp rồi. Phòng thủ tốt. Tỷ số được san bằng 1 đều cho cầu thủ lớp 8B. Phát giúp lưới. Bóng sang nhẹ nhàng cho cầu thủ lớp 8B. Đập bóng tốt. 2-1 cho cầu thủ lớp 8B. Trời ơi, bắt quả bóng không nên hỏi cũng được. Về đi chăn trâu đi. Để xem. Cắt cái đoạn. Ăn cầu đi thật. Bóng không qua lưới điểm. Bên từ Việt Nam nó. 3-1. Bóng sang sân rồi. Tuy nhiên thì người cũng sang sân theo. Tỷ số được nâng lên 4-1 cho cầu thủ lớp 8B. Bóng ngoài sân. Đức Trường pha bóng bị rung lưới. Bước 1 tốt rồi.
Đá bóng không qua, đá bóng ngoài sân, tỷ số được san bằng 5 đều. Bắt bóng khá dẻo. Ừ, tí mà cũ. Đẩy bóng ngoài sân. Một pha vào bóng ngoài sân. Tỷ số là 6-5 cho cầu thủ lớp 8B. Không qua lưới, điểm bóng cho 8B 7-5. Lại đấm. À lại không đấm. Long ơi, Long ơi, phát trong thôi, khó làm cái gì? Bình tĩnh. Cầm cầm bóng chặt vào. Cơ hội trao cho cầu thủ lớp 8B. Mà áo của phòng thủ tốt. Màu sô cô la này đó. Như vậy trọng tài đã có xác định đã có lỗi chạm lưới của cầu thủ lớp 8B. Tỷ số được san bằng 7 đều cho cầu thủ lớp 8A. Quay mà nhảy lên xe đạp trúng ngược. Pha xử lý chưa thành công của trận 2 bên phía cầu thủ lớp 8B. Không được. Như vậy cầu thủ lớp 8A đã vươn lên trong trận đấu thứ hai. Tỷ số lúc này là 9-7. Vẫn còn. Quả nó bỏ mà hai chắn. Đập bóng chưa qua lưới. Đập bóng không qua lưới, điểm bóng cho ngoài sân. Lưới nào? Lại chứ không? Không qua lưới, điểm bóng cho Tama. 10 phát rồi. Tama phát bóng. 8B đánh bóng. Lưới anh béo, Suka. Không qua lưới, điểm bóng cho Tama. 11, 9. Tama tiếp tục phát bóng. Đánh tập trung lại. Điện thoại gì đó. Ơi. 8B ô sao không dùng. Trời ơi, anh nghe đây. Cái 3 can 2 lít, 1 can 5 lít. Đấy. Tân chuyển ra nhá. Cơ hội trao cho cầu thủ lớp 8A. Bỏ bóng rất dẻo. Đủ. Bóng chưa qua lưới. 13, 9, 8A bóng. Ngoài. Bóng đường ra ngoài, điểm bóng 3A, 14. Cái thằng bắt bóng, đồ bay cả đồ. Chào ông Trần. Chào Trần cô. Điểm bóng cho 8B. Không cho tài viên à. 10, 14. Bóng vào cây sân. 8B phát bóng. Cờ đâu thầy giáo? Em là trọng viên thầy giáo nhá. Thầy giáo thấy mà. Ngoài. Điểm bóng cho 8B 11, 14. 11, 14 cho cầu thủ lớp 8B. 8B phát bóng. Đang vui đồng phát cỡ. Đội bóng không tốt. Đội 1 không thành công. 12, 14, 8B phát bóng. Phòng thủ không thành công. 15, 12. Tập trung vào đi, tập trung vào đi. Nào, Quân này.
bóng có phần may mắn của cầu thủ lớp 8A, tỷ số được nâng lên 16-12. Trong sân, bóng ngoài sân, tỷ số được rút ngắn 13-16 cho cầu thủ lớp 8B. Mình có bắt được không thì tao bắt cho. Ấy, tao bắt Mạnh Tiến, Mạnh Đài, dơ lên, ngoài dơ lên. Bóng là chân, điểm bóng cho bóng. À, 17-13. Đừng chạm đây em hắn dùng. Bên kia có trọng tài không? Không. Cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 8B. Đập bóng tốt. Tỷ số được rút ngắn còn 14-17. Quân này, Quân này, mày dễ thả. Đập bóng tốt. Điểm bóng 18-14. Tập trung lại đi, đánh bình tĩnh vào. Phát bóng chưa qua lưới. Rồi đúng rồi. Không để ban gì anh phát chưa? Phòng thủ tốt và cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 8B. Đập bóng chưa qua lưới. Các cầu thủ lớp 8A đang rất gần. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu thứ 3. Trận đấu giữa lớp 8A và 8B và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ lớp 8B. Bỏ bóng tốt. Tỷ số là 1-0. Đập bóng chưa qua lưới. Tỷ số được nâng lên 2-1. Vẫn còn
Như vậy đã có lỗi chạm lưới của cầu thủ lớp 8B. Tỷ số là 2 đều. Không vậy đâu mà hai mai. Rồi đang đều. Thấy á, đang đứng đây trông cho thầy nhá. Để ý thế, nếu mà bóng nó vào đây đó rồi. Rồi không cần đánh nữa, không cần đánh nữa đâu. Được rồi, 8C đánh bên ra. À 8C, à 8A đánh bên 99 rồi. Chí này, thôi tỉnh ra luôn cuộc rồi. Ơ cày. Đến về là nhóm này. Đây là cái này. Biết không sao được rồi. Không mà đánh nữa. À. Không bắt cầu, ta đi kêu nhỉ. Mới biết rồi. Làm hỏng còn máy quay 2 rưỡi rồi giáo đấy. Ấy. Từ cái miệng gì? Mày em biết không? Cái bên gì đâu? Tiền. Nói chuyện với ai mà nói chuyện với ai? Không biết là gì. Cân. Nhân ơi. Nhớ có phải đánh nữa không để tâm lý không phải rồi tí nữa phải đánh ta chả biết nữa có hiểu bác đừng đụng vào các bạn nha mọi người. Máy gì ấy làm sao? Lớp bóng đập vào nha mọi người. Thiên miền lại thua. Đây, nào nó lên nó phải cân đi. Điểm bóng của ta đây. Mình là đội bóng của thầy cô thầy giáo hãy bảo vệ cái máy quay của thầy giáo vì 2 triệu hết pin này. Kêu thấy không tối không có video xem. Nẹt thế. Đâu nó bê nó được chạm một chạm nữa. Nó bê nó được một chạm nữa. Sao thầy đá phải lồng tiếng vào? Có gì? Không ai thể đứng đấy thầy lồng mà. Ban đầu là không sao, đã sau thì phải edit lại. Bởi vì toàn tiếng học sinh. Quá hay. Mười mấy cà mê cố lên. Ôi nó không đổi chân à. Cà mê cố lên. Đổi lưới rồi, quân lưới rồi.
Quần lưới rồi, quần lưới rồi. Áo thật đấy. Lớp này một điểm, lớp kia lùa thêm một điểm nữa. Một trận chiến ngang bằng. Như này được cân bằng nhưng mà đi thẳng luôn. Điểm bóng cho Tam Bê. Lựa rồi, ta cần Tam Bê hơn rồi, có lên Tam Bê, có lên. Đội Thanh à? Tam Bê vô địch, Tam Bê vô địch, Tam Bê có lên. Thầy ơi, hết pin rồi. Ê, máy hết pin. Đây này, thầy đang nhấp nháy rồi. Em phải đánh không thầy? không phải đánh. Nhưng mà cứ phải ở đây đi đã, lắm mày chưa đánh thế sao? Thôi ở đây cổ vũ cho các bạn. Lắm mình đang đánh chưa tốt. Ơ nhưng mà đi. Bóng ra ngoài, điểm bóng cho Tám Bê. Ui, 25. Ai bên đây mà? Còn bình luận viên không? Ôi! Điểm có đúng rất tám à? 13, 15. Ồ, phục vụ là phục. Tám à, nó tám à, tám điểm có đúng rất tám à? 13, 15. Tám B vô địch, tám B vô địch. Đỡ cũng không sao đâu. À, cũng lẽ là nó trượt mấy lần rồi. Không sao đâu, nó đánh là phải vì tâm đấy. Đây, cảm thấy con thí sinh cũng thấy mình có bóng chạm đất. Đây, đâu chưa?
đây. Trong đây toàn những đứa học ngủ không đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái anh học được. Học được đâu, đang ý là đang nói là kiểu học không được ấy. Đúng không? Ý là tao nói là học không được nhưng mà cái này là phải được. Em kia cứ đứng tôi nhờ. Có mấy đứa học được mà. Biết là học được nhưng mà cái này phải được hơn nữa cơ đúng không? Đấy, ý tao nói là vậy hả? Ừ, vậy là mấy đứa học được là thường chơi thể thao rất là ngu đúng không? Thôi trả lời là gì? Bung ơi, khét đi. Ba quả nữa thôi. À, đúng ba quả nữa mà. Ba quả là 3B thôi. Ui. 200 điểm đóng cho Tám A. 16-200. Hay quá. Bỏ pin. Cái chị Quyên kia cứ bảo là áo đen. Cái bạt đi kiểu đang bá vậy nhở. Ê xe. Ê mình thắng rồi. Đúng là lắm. Con gái. Nãy giờ có thích mình không đấy? Bọn em vừa đâu vừa nói chuyện này.